Kinh công Luis Ortiz tuyên bố sẽ báo thù đen thay Wilder. Kinh công Luis Ortiz có sự chuẩn bị khá tốt về cả thể chất cũng như tinh thần cho lần thượng đài sắp tới với Travis Crawman vào ngày 1 tháng 12. Và sau trận đấu này, anh mong muốn sẽ có cơ hội thượng đài với đen thay Wilder. Tôi đã sẵn sàng 100% cho trận đấu này với Crossman. Tôi chưa bao giờ ngừng tập luyện sau trận đấu gần đây nhất và tôi sẽ có một trận so găng vào ngày 1 tháng 12. Tôi luôn duy trì tập luyện vì tôi muốn tiếp tục thi đấu và phô diễn hết những kỹ năng của mình. Luis Ortiz đã thua trước Dan Tygoder vào tháng 3 vừa rồi bằng knockout kỹ thuật, nhưng anh cảm thấy sức mạnh vẫn không bị giảm đi mà việc tập luyện vẫn diễn ra và rất tốt, và một khi đã xác định được đối thủ thì anh hoàn toàn tập trung cho trận đấu đó. Travis Crawford là một tay đấm mạnh từng thi đấu ở bang Philadelphia. Tôi biết cậu ta là một tay đấm không dễ dàng bị đánh bại, và tôi đang chuẩn bị thật tốt để đối đầu với cậu ấy. Tuy nhiên, Luis luôn nghĩ về một trận tái đấu rất có thể được diễn ra với Wilder sau trận thua lần trước. Tôi đã gây không ít khó khăn cho Wilder. Tôi đã có chút vấn đề về tinh thần trong suốt trận đấu. Tôi rất mệt nhưng tôi vẫn không bị knock out. Tôi thấy mình xứng đáng có thêm một suất thượng đài với Wilder. Tôi luôn cố gắng tập luyện để không tái lại những sai lầm trước đó. Nếu có một trận tái đấu, đó sẽ là một kết thúc khác. Và trận đấu Wilder với Fury là một trận chiến thú vị. Wilder chưa từng so găng với ai cao hơn anh ấy, nhưng tôi thực sự tin rằng Wilder sẽ giành chiến thắng và chiến thắng bằng knockout. Herman Caicedo, huấn luyện viên của Ortiz cũng tin rằng học trò của mình sẽ làm nên một cái kết hoàn hảo. Nếu có một trận tái đấu, Luis Ortiz sẽ rút ra kinh nghiệm trong trận đấu với Wilder và đó là cách tốt nhất để vượt qua mọi khó khăn trong tương lai và anh ấy sẽ phải ra ngoài và kiếm một cơ hội để thay đổi kết quả. Cú đấm của Wilder thực sự có sức mạnh, nhưng chúng tôi biết mình cần phải làm gì trong trận tái đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dan Tygoder đấm gục 3 vạn tập bằng sức mạnh khủng khiếp. Nhà vô địch WBC thế giới thể hiện sức mạnh khủng khiếp, dù những vạn tập của anh đều mang đồ bảo hộ. Tôi phải phẫu thuật thoát vị ở chỗ mà Dan Tygoder đã đấm vào. Tôi thấy đau ngay sau đó, nhưng vì bảo hộ nên tôi tập tiếp. Chỉ đến khi thấy quá đau, tôi mới nhờ đến bác sĩ. Huấn luyện viên của Wilder, Jay Diaz, nói với The Sun. Theo vị huấn luyện viên này, những cú đấm từ nhà vô địch WBC thế giới có sức tàn phá rất lớn. Ông nói tiếp, tôi như dựng đứng lên khi nghe bác sĩ nói rằng mình phải phẫu thuật thoát vị, không thể tin điều này có thể xảy ra. Wilder nằm trong số ít những võ sĩ quyền Anh hạng nặng hiện nay duy trì được mạch toàn thắng. Anh hiện giữ đai WBC thế giới và sẽ gặp Tyson Fury vào hôm 1 tháng 12 tới tại Mỹ. Người thắng trong cuộc so găng này nhiều khả năng sẽ thách đấu với Anthony Joshua để trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Trận đấu với Fury vì thế rất có ý nghĩa với Wilder. Võ sĩ người Mỹ đã giam mình trong phòng tập kể từ ngày trận so găng được ấn định. Wilder tập luyện quên thời gian, cậu ấy khiến bạn tập Mark Belen chật khớp vai, Hamarius Hill chật khớp ngón tay. Huấn luyện viên Diaz nói tiếp, lần thượng đài gần nhất của Wilder là chiến thắng trước kinh công Luis Ortiz vào ngày 31 tháng 3. Võ sĩ người Mỹ lớn tiếng, bạn sẽ chưa biết thượng đài là gì, chừng nào chưa hạ Wilder này. Trận đấu giữa Wilder và Fury nhận thêm sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên võ sĩ người Anh thượng đài sau khi bị phát hiện nghiện ma túy. Fury bị cấm thi đấu 2 năm, tước hết các đai vô địch giành được trước khi hạ Vladimir Klitschko. Mục đích của Fury giống Wilder là hạ bệ Joshua, võ sĩ nổi tiếng nhất, hiện giữ 3 đai vô địch quyền Anh hạng nặng danh giá là WBA, WBO và IBF. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dan Tygoder tung video tập luyện trước trận gặp Tyson Fury khiến người hâm mộ lo lắng. Chỉ còn vài tuần nữa trước khi một trong những trận đấu boxing lớn nhất trong năm 2018 diễn ra,
Deontay Wilder và Tyson Fury sẽ chạm trán nhau cho danh hiệu WBC hạng nặng ở Los Angeles vào ngày 1 tháng 12. Và đó có thể là một trận kinh điển. Cả hai võ sĩ đều vô cùng tự tin vào một chiến thắng trước trận đấu, dù Wilder là người có phần nhỉnh hơn đối thủ. Đây là trận đấu thử thách đầu tiên của Fury kể từ khi anh tuyên bố trở lại sau 2 năm rưỡi ngừng thi đấu. Võ sĩ 30 tuổi đã đánh bại Shafir Shafiri và Francesco Pianesta trong vòng 5 tháng qua, nhưng rõ ràng Wilder mới là thử thách khó khăn hơn cả. Cũng như Fury, Wilder là một tay đấm bất khả chiến bại. Anh chiến thắng danh hiệu WBC hạng nặng trước đối thủ Benjamin Stevenner hồi tháng 1 năm 2015 và bảo vệ xuất sắc danh hiệu này kể từ đó. Fury sẽ trở thành đối thủ thứ 8 cố gắng tước đi danh hiệu từ tay The Bonner Bomber. Tôi cảm thấy thật tuyệt, trí não tôi thay đổi, cơ thể tôi thay đổi, cảm giác như mình là một kẻ hủy diệt, Wilder nói với báo giới trong tuần này. Khi bước vào cuộc chiến và phải mạo hiểm tính mạng, tôi trở thành The Bonner Bomber. Khi trên võ đài, tôi trở thành người khác, không còn là tôi nữa, đang thay Wilder nữa. Chẳng có gì làm tôi phải lo lắng hay sợ hãi về Fury cả, tôi là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên Fury cũng tin tưởng mình sẽ thắng nếu tránh được vũ khí lợi hại nhất của Wilder. Sức mạnh của cú đấm hủy diệt mà Wilder đã phô diễn ở hàng tấn trận đấu trong quá khứ. Võ sĩ người Anh thậm chí còn tự tin vào chiến thắng hơn sau khi xem đoạn video mới nhất về cảnh Wilder tập luyện. Làm thế nào Deontay Wilder có thể sử dụng một trong những ngón đòn cối xay gió mang thương hiệu của mình với Tyson Fury khi anh thậm chí gặp vấn đề khi tập luyện với tấm pad? Một fan hâm mộ bình luận. Đoạn video của Wilder đã gây ra một sự phản ứng với người hâm mộ boxing. Họ lo lắng cho Wilder và cảm thấy thuyết phục rằng Fury sẽ trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới vào đầu tháng sau. Những bình luận tương tự cũng xuất hiện trên YouTube, nơi bạn có thể xem một phiên bản dài hơn về Wilder và rắc rối với tấm pad. Người hâm mộ boxing, Fury 100% sẽ dạy cho Wilder một bài học. Nếu không thể hạ gục Stevenner lần đầu và một Ortiz yếu đuối, nóng nảy, thì anh ta chẳng có lấy nổi cơ hội động được vào Fury. Leonard Impumbu: chiến thuật và kỹ năng của Wilder thật chẳng ra sao. Fury sẽ làm bẽ mặt anh ta đơn giản bởi kỹ thuật và tài năng của mình. Đó hẳn là một phép màu để Wilder có thể thắng được Fury. Chúng ta có thể tin tưởng vào điều đó. Paul Laughs: anh ta chẳng có tí kỹ năng nào cả. Đánh đấm thì có, boxing thì không. Và mọi người có thể thấy cú đấm trái từ Brazil. Nếu Fury ở một vị trí thuận lợi, thì đó có thể là một đêm dài khó chịu và lúng túng cho Wilder. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Deontay Wilder không có cơ hội đánh bại Tyson Fury. Deontay Wilder sẽ bảo vệ chiếc đai WBC hạng nặng của anh ấy trước cựu vương Tyson Fury vào đầu tháng 12 sắp tới. Và theo tay đấm người Anh Nathan Gottman, Wilder đang có một khoản thua thiệt so với Fury. Trận đấu Wilder gặp Fury sẽ diễn ra ở trung tâm Snape ở Los Angeles. Và để chuẩn bị cho trận đấu, Gottman chính là người sparring cùng Fury. Gottman cho biết điều này mang lại nhiều lợi thế như thế nào với Gipskin. Đối với việc quay lại thi đấu của Fury, tôi đã tập luyện với anh ấy nhiều lần. Gottman nói với Boxing News, tôi tin rằng đây là một mặt có lợi cho Fury. Tôi nghĩ Wilder sẽ chỉ có thể đấm vào không khí. Đừng hiểu lầm, nếu anh ta đánh bại bạn thì có lẽ đó là cú đấm đáng sợ nhất. Tôi tin rằng đây là mặt có lợi cho Fury. Tôi nghĩ rằng Wilder chỉ có thể đấm vào không khí. Đừng hiểu lầm, nếu anh ta đánh bại bạn thì đó có lẽ là cú đấm đáng sợ nhất thế giới. Nhưng đây là với Tyson. Tin tôi đi, một người đã có rất nhiều kinh nghiệm với anh ấy. Anh ấy rất thông minh, bạn sẽ không biết anh ấy đến và làm như thế nào đâu. Đây không phải là cuộc thi sắc đẹp, nó là chiến đấu và đó cũng là những gì Fury có thể làm. Đây cũng là thời điểm cho những trận đấu hạng nặng, đặc biệt là một tay đấm hạng nặng đến từ Vương quốc Anh. Đến khi nào chúng ta mới có 8 cái tên top trong bảng xếp hạng? Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để trở thành một phần của hạng nặng. Nathan nói. Về Gottman,
Anh hy vọng sẽ sớm có một cuộc thách đấu với đối thủ người Anh Daniel Dubois. Anh ấy nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, cộng với việc chúng tôi đã biết nhau từ trước. Giữa tôi và anh ấy đã tạo nên rất nhiều lịch sử. Trận đấu này có thể dễ dàng được thực hiện. Cả hai chúng tôi đều có cùng một ông bầu. Anh ấy muốn nó, tôi muốn nó. Rõ ràng Frank Warren cũng muốn trận đấu này. Nó sẽ là một trận đấu lớn cho tất cả, Goldman nói. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.